Xin chào mọi người nha. Nay mình đổi xe nên muốn bán một chiếc xe Toyota Vios 2017. Xe form đời mới rất đẹp. Xe đảm bảo không đâm đụng hay là ngập nước, thủy kích gì nha. Mình mua tại Toyota Vũng Tàu là từ khi mua cho đến bây giờ là lúc nào cũng mua bảo hiểm 2 triệu. Toyota Vũng Tàu đều biết chiếc xe này. Xe đang nổ mà im ru à. Xe đời mới thì anh chị em không cần bàn cãi về độ im ru im re của nó nhé. Máy lạnh, nghe nhạc, các thứ đầy đủ các tính năng. Trần sàn mình làm 3D, 4D, 5D gì mình làm hết rồi. Sàn mình lót mấy mấy lớp luôn, dưới đây một lớp, đây trên này một lớp, đây thêm một lớp nữa. Anh chị em xem cái xe này thì mua xe mới nó làm sao, thì xe này nó chỉ có điều là nó hơi dơ dơ bệnh bệnh xíu thôi, chứ còn các thứ gì mình đều làm đẹp hết. Đây có đồ bật ra nhưng mà mình làm chạy ly nhưng mình chưa bao giờ mình bật. Xe đảm bảo 100% không đâm đụng gì nha. Có tẩy xước sơ sơ như lông mèo lông chuột thì có, nhưng những chỗ này thì mình để tấm ván nó ngã trúng rồi. Nhưng mà mình mua bảo hiểm nhưng mình cũng không có làm, tại vì kệ nó, khi nào nó mà nhiều nhiều mình làm mình lười, bây giờ làm nó lăng khoang đi. Vỏ mới thay đẹp, keo chỉ nguyên zin hết, cánh cửa không có bị gì hết, toàn bộ máy móc im ru im re không. Xe mới mua bảo hiểm mới đăng, gầm bệ gì mình làm phụ cho nó chống sét chống mọt đầy đủ, hai thanh đĩa nha. Tết rồi anh chị em muốn mua một chiếc xe đi chơi, chở gia đình đi chơi thì mua chiếc xe này thì hợp lý, không có qua cò lái gì, mình chính chủ duy nhất. Mình xin phép che cái biển số lại, tại khi bán thì người mua, người ta mua người ta cũng muốn riêng tư, không có muốn cái biển số trôi nổi khắp các trên mạng ai cũng biết, mất công nên mình cho cái tính riêng tư một xíu cho người ta. Nói chung mình quay video này để cho mọi người dễ xem hơn là hình ảnh, tại vì nó là mang tính thiết thực hơn, đồ các thứ gì mình đã làm đẹp hết, ghế gì mình bọc cũng mấy tháng rồi nhưng mà vẫn là rất đẹp, túi khí chưa bao giờ bung luôn, mình muốn cho nó bung ra xem thế nào mình cũng chưa biết nhé. Thôi kệ, cho nằm yên đó cho đẹp được. Này, hộc để đồ, thân tay, còi. Nói chung mình chỉ giới thiệu sơ bộ thôi, ai rành về xe hay là xem sơ qua thì họ cũng biết xe nó có tính năng gì rồi. Có tính năng đàm thoại Bluetooth.
Xe này thì anh chị em mua về thì ra gara cho nó họ đánh cho sạch sạch quang, tại mình lười làm lắm, tại cũng hay đi thường xuyên nên thôi mình kết thúc video tại đây. Ai muốn mua thì mình bán cho để về sử dụng dịp Tết. Xe thì bao chính chủ nên bao mọi thứ, bao tranh chấp tùm lum tà la, ai muốn công chứng sang tên gì một đốt nhạc xong. Mọi người ai muốn mua cứ inbox em gửi số điện thoại nha, em để số điện thoại trên đó thì mọi người cứ gọi rồi trả giá lung tung mệt lắm. Xin cảm ơn mọi người nha.